vẽ hoa hồng vô cùng đơn giản. Tặng cô giáo ngày 20 tháng 11 đầu tiên viết cho tôi một chữ E, rồi xung quanh cái chữ E đó chúng ta vẽ một cái đường tròn, rồi sau đó mình lại vòng chữ E đó gieo với cái đường tròn như thế này nè, kẻ hai đường đi xuống rồi vẽ hai hình vòng cung giống như tôi. Sau đó mình vẽ cái đường cong như thế này, cân xứng ở hai bên nha. Vẽ thêm lá rồi vẽ thêm cành hoa. Hoa hồng thì phải có gai, cho nên là vẽ thêm ít gai cho nó giống nhé. Bạn có thể tô thêm màu cho nó thêm phần sinh động. Thế là có ngay một nhành hoa hồng tặng cô. Phòng trường hợp bạn không có tiền để mua rồi, nếu muốn tỏ lòng thành hơn thì bạn có thể vẽ một vườn hoa như thế này luôn cho nó ý nghĩa nha. Này là tôi hướng dẫn vẽ siêu dễ cho ai chưa biết vẽ cũng có thể vẽ được luôn rồi ạ. Chúc mấy bạn thành công nha.